Trời ơi, được không nấy? Yên tâm, lên! Tôi sẽ sử dụng những trái gòn này để sắp ra được một loại trái cây cùng với muối của chú Hải. Tôi đã chuẩn bị sẵn một loại muối siêu cay của chú Hải về nha. Bởi vì trái bông gòn này á, mà các anh chị mà gọt ra mà để lâu á là nó sẽ bị đổi màu. Ta vắt vô thêm một ít chanh nè, cái muối vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọt cái gòn này ra. Khi mà bỏ vào ngâm chung với nước muối, nước chanh thì nó không có bị sậm màu nữa. Hôm nay thì chúng ta cắt khúc sao cho nó vừa ăn nha anh chị. Mình sẽ bỏ chúng hết vô một cái lọ. Đây, muối chú Hải đây. Sốt này là sốt siêu cay nha. Nó có hai loại, một loại siêu cay và một loại cay vừa. Đó, bạn nào mà ăn được cay nhiều thì mua cái loại mà siêu cay, còn bạn nào không ăn được cay thì mua cái loại cay vừa. Chúng ta chỉ cần 2 muỗng thôi nha. Đây, bỏ vào đây. Bỏ vào đây 2 muỗng. Đổ vô đây, đậy nắp lại. Và đó là công đoạn của một người bartender. Chạy bộ đi nhậu á là thành xu hướng luôn nha anh chị. À, đây, mời bạn dùng nha. Ngon thiệt. Ui, ngon lắm luôn. Anh ơi, muối mềm liền.